để chiến tranh làm sao cho anh không nghỉ. Đơn đề nghị của Hội Răng Hàm Mặt Nghệ An xin gia nhập Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam. Điều 1. Cấp kinh phí hoạt động ban đầu cho Hội Răng Hàm Mặt Nghệ An. Nhân tiếp nhận Hội Răng Hàm Mặt Nghệ An là hội thành viên trực thuộc Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam. Về việc công nhận Hội Răng Hàm Mặt Nghệ An là hội thành viên Hội Y học Nghệ An. Kính thưa bác sĩ Thái Doãn Thắng, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt tỉnh Nghệ An.